Nồi này đẹp, dù sao xa nhưng hàng vẫn nguyên vẹn, đã nấu thử cơm nguyên hạt rất là ngon. Nồi nhiều chức năng, cực bền nên mọi người yên tâm mua, rất là nên mua nha. Đó là một trong 63 feedback về em nồi cơm này đó mọi người ạ. Tuy nhiên thì vẫn có 2 đến 3 người vẫn chưa ưng cái sản phẩm này nhá. Thôi thì bỏ qua mấy cái phụ kiện kèm theo đi, vì nồi nào mà chả có đúng không? Lòng nồi thì dày dặn này, cầm khá là nặng tay, có tận 11 chức năng lận, nhưng mà vào tay mình rồi ấy thì chỉ có đúng một chức năng duy nhất là nấu cơm thôi. Thiết kế mặt kính thì cứ phải gọi là sang chảnh luôn, mà cái hay là cái chỗ thoát nước của nó cũng lạ phết nhở. À, thêm một điều nữa là em này có chức năng nấu cơm niêu mọi người ạ. Chắc chắn là cái ông sản xuất ra cái nồi này thích ăn cơm niêu Singapore giống mình đây này. So sánh với cái nồi trước của mình thì tất nhiên là nó hơn hẳn rồi nhá, đắt gấp 3 lần cơ mà. Lòng nồi của loại rẻ này thì cũng nhẹ và mỏng hơn, nên là khi nấu cơm thì cơm sẽ không được ngon ấy. Và tiếp theo, cơm niêu của mọi người xong rồi đây. Đấy, nấu xong thì sẽ có một mặt cháy như thế này nhá. Ăn nó giòn giòn chứ không phải cứng đâu. À, lần đầu tiên nấu thì sẽ có cái mùi của mấy cái đồ điện tử mới ấy, nên là mọi người mua về thì mọi người nên nấu qua bằng chanh xả đi cho nó đỡ mùi nha. Nhìn nó to vậy thôi chứ cũng không nặng lắm đâu, mình xách một tay vẫn dư sức luôn này. Tóm lại là hàng của hãng này thì mình không có cái gì chê cả, uy tín. Có bạn nào mà cũng dùng cái em này không? Cảm nhận như thế nào thì comment cho mọi người biết với nhá.